đến là đồng ý rồi. Thì về mới nói là Hiệp ơi được á con, bạn này mẹ thấy bạn ấy cũng kỹ lưỡng, cũng cẩn thận. Thế xong rồi chị mới tổ chức đám cưới cho cháu. Về thì nói đúng là hai mẹ con cũng rất hợp nhau vì cái tính cách rất là gọn gàng. Ví dụ như đồ mẹ để đâu, mẹ nói là cũng làm y như vậy. Nói chung là rất là cẩn thận. Nhưng mà còn trẻ quá thì cái chuyện làm dâu nấu nướng này kia, chợ búa rồi giặt giũ này kia có hợp với mẹ chồng không? Thì nói đúng ra thì trẻ thì đương nhiên là bao giờ cũng làm sao mà biết ý của mình. Nhưng mà mình con về thì mình dạy con. Thí dụ như ở nhà mình làm như này này con, thế mẹ đi chợ về, hôm nay nấu món này, thế thì hôm nay mẹ nấu thì ngày mai con cứ thế này, con nấu như thế này. Thì đó, rồi bạn cũng nghe và bạn cũng tiếp thu rất tốt. Nói chung là cũng rất là tốt, không có cái gì để mẹ phiền lòng hết. Nhưng mà có bao giờ làm sai ý mẹ chưa? Dạ cũng có chứ chị. Rồi lúc đó mẹ. Dạ chào cô. Xin mời mình giới thiệu cho khán giả cùng biết ạ. Chào chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Chị tên là Trần Thị Thanh Nhàn, năm nay 61 tuổi. Dạ. Đây là con dâu của chị. Dạ, chào chú Quỳnh Linh. Dạ, chào chị Lê Lộc. Em tên là Tiên, năm nay em 28 tuổi. Chị Tiên làm dâu của mẹ được bao nhiêu năm rồi? Dạ, 3 năm. Ồ, mình có em bé chưa? Dạ, có một bé trai 17 tháng. Chúc mừng luôn. Cái ngày đầu tiên mà mẹ chồng gặp cô con dâu này thì mẹ chồng ấn tượng điều gì? Khi mà con trai chị nó về, nó nói là mẹ ơi con quen bạn này, mẹ đến mẹ nhìn xem có ưng hay không. Chị khó tính mà. Thế chị đến thì bạn ấy làm tóc. Dạ. Bạn làm tóc thì khi mà chị đến xong rồi bạn mới đi ra, bạn đi ra bạn gội đầu cho chị. Mấy bạn kia nháy 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 đó 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 đó. Chị mới nhìn thấy cũng xinh xắn. Nhìn dễ thương. Dạ. Nhưng mà bạn có cái là bạn ít nói. Mình hỏi đến đâu thì bạn ấy trả lời đến đó. Lúc đó cũng hơi nhút nhát đúng không? Bữa đó rung không? Dạ có. Rồi khi mà thấy mẹ chồng đến rồi, cảm giác của mình lúc đó như thế nào? Thì gọi đầu chắc quên xà bông quá. Dạ thì em cũng nghe mọi người nói trước là mẹ như vậy vậy. Tại vì trước khi em có vô làm là mẹ đã tới đó rồi. Thế nên là mọi người cũng nói là mẹ khó tính lắm. Khó hay là dữ? À, nó là mẹ khó tính chứ không có nói mẹ dữ. Đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu hoặc gọi hotline để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng mẹ chồng nàng dâu. Rồi sau đó khi mà về làm dâu đó thì cô con dâu này như thế nào? Có hoàn thành nhiệm vụ của mình với gia đình mẹ chồng không? Khi mà chị đến là đồng ý rồi. Thì về mới nói là Hiệp ơi được á con, bạn này mẹ thấy bạn ấy cũng kỹ lưỡng, cũng cẩn thận. Thế xong rồi chị mới tổ chức đám cưới cho cháu. Về thì nói đúng là hai mẹ con cũng rất hợp nhau vì cái tính cách rất là gọn gàng. Ví dụ như đồ mẹ để đâu, mẹ nói là cũng làm y như vậy. Nói chung là rất là cẩn thận. Nhưng mà còn trẻ quá thì cái chuyện làm dâu nấu nướng này kia, chợ búa rồi giặt giũ này kia có hợp với mẹ chồng không? Thì nói đúng ra thì trẻ thì đương nhiên là bao giờ cũng làm sao mà biết ý của mình. Nhưng mà mình con về thì mình dạy con. Thí dụ như ở nhà mình làm như này này con, thế mẹ đi chợ về, hôm nay nấu món này, thế thì hôm nay mẹ nấu thì ngày mai con cứ thế này, con nấu như thế này. Thì đó, rồi bạn cũng nghe và bạn cũng tiếp thu rất tốt. Nói chung là cũng rất là tốt, không có cái gì để mẹ phiền lòng hết. Nhưng mà có bao giờ làm sai ý mẹ chưa? Dạ cũng có chứ chị. Rồi lúc đó mẹ làm sao? Dạ thì mẹ nói, tại vì tính mẹ thẳng tính lắm, cái gì là mẹ nói liền à. À không đúng cái là mẹ phải nói có phải làm như vậy nè. Lúc đầu mới về thì em nghe mẹ nói về em giống như là em chưa có hiểu, em nói trời ơi sao mà mẹ nói cái nghe nó sợ quá. Nhưng mà sau dần dần hiểu thì mẹ nói vậy đó, mẹ nói vậy xong rồi thôi, nhưng mà mẹ nói là làm đúng lên sau mình cứ làm theo ý mẹ là không có chuyện gì nữa hết. Thí dụ như chị nói cộng rau muống đúng không, thí dụ ở nhà bạn ngắt ngắt có một cộng thôi, nhưng mình ở nhà mình thì ngắt làm ba hoặc làm đôi. Thì mình dạy con thì lần sau cứ thế con làm. Nhưng có bao giờ mẹ la lớn tiếng rồi làm mình buồn không? Dạ thì cũng có những lúc cũng buồn. Buồn thì có nói với mẹ không? Dạ buồn thì em cũng như con ít nói lắm, trong như mẹ la. Mẹ la thì cũng buồn, xong rồi im im đi vô phòng, xong rồi cứ ngồi buồn, ngồi khóc. Khóc một mình. Chứ không có nói với mẹ à? Sao vậy?
Sợ mẹ nữa hả? Sợ mẹ la nữa hả? Không. Ông biết nói như thế nào? Có bao giờ ngồi khóc mà mẹ thấy chưa? Dạ chưa. Chưa. Tức mẹ điều gì nhất, buồn mẹ điều gì nhất nào? Giống như hôm bữa hai mẹ con cùng nấu cơm với bếp, con trai của em nó khóc. Em đang cắt rau, cái này mới kêu là để đó đi lên coi con đi. Thì luôn tiếng giống như là con muốn là treo cái thớt lên trên luôn. Mẹ mới kêu là để đó đi lên coi con đi. Thì con cứ luôn tiếng con cất cái thớt lên, con chạy lên coi con. Thế là lúc sau mẹ mới nói là con ngang lắm. Mẹ đã nói là để đó rồi mà, để cho mẹ ý. Mẹ nói để đó rồi mà tại sao còn rắn cất lên. Mẹ nói vậy mà cũng cãi. Con nói không phải con cãi mà là con muốn giải thích cho mẹ hiểu là con có tính như vậy. Lúc con nói xong với mẹ cái câu chuyện đó xong con cũng buồn, con nói biết vậy con đừng có nói, biết vậy con im luôn. Từ đó về sau thì con biết thôi, mẹ nói gì, mẹ nói đúng sai gì con cũng không muốn, không có nói lại. Con do còn trẻ quá, đôi khi đúng là nhút nhát, nhiều khi muốn nói mà không biết nói sao cho mẹ hiểu. Dạ. Nhiều khi nói sai sợ mẹ la, cứ như thế đôi khi nó ấm ức trong lòng đó, nó giấu chị hoài. Chị thì tính chị nó thẳng, muốn nói ngay để mọi việc nó đều suôn sẻ hết. Chứ chị nói xong rồi chị bỏ qua, chị không có ấy gì. Nhưng mà nhiều khi con nó không hiểu, nó cứ im im. Thành ra nhiều khi mình không biết là nó có nghe hay không, hoặc là nó có buồn mình gì hay không. Đó, chị thành ra chị cứ băng khoăn băng. Sao mẹ chồng không chủ động để nói chuyện với con dâu những lúc ăn cơm hay lúc vui nào đó, rồi nó qua nay mẹ có làm gì không buồn không, qua nay em biết sao, nhiều khi vui rồi quên sự mất rồi có còn nhớ đi nữa. Nhưng mà hiện tại là giữa chị với mẹ còn cái điểm gì mà chưa hợp nhau nữa không? Dạ chưa hợp nhau, thì bây giờ thì em thấy nó đã hợp nhau rất là nhiều rồi, bây giờ thoải mái rất là nhiều rồi. Ừ. Có áp lực gì trong cái việc chăm con giữa mẹ chồng với nàng dâu không? Dạ không ạ, tại vì bây giờ chăm con là hoàn toàn con chăm con hết. Đã bảo mẹ đi suốt rồi còn đâu mẹ nữa. Bà nội chí phụ mà bà nội chí phụ thêm thôi. Yeah. Yeah. Nhưng mà cái lúc chị sanh đó cô vẫn ở bên cạnh chị chứ đúng không? Để cô kể cho nghe cái hôm mà bé sanh. Thì chồng ấy đi làm. Khi mà đi lên bệnh viện thì ngồi làm giấy tờ đó, cái xong rồi mới nói là bây giờ bé không có sanh thường được, bé phải sanh mổ, thế cô phải đi làm hết, cô mới làm giấy tờ hết rồi mới alo cho chồng. Dạ. Anh mới chạy về thì mọi thủ tục là cô làm xong rồi. Dạ. Thế khi bác sĩ vào thì bác sĩ bắt cái bé ra xong rồi, bác sĩ mới nói đi ra kêu bà nội vào nhìn đến bé đi, vì bà nội sốt ruột từ nãy giờ, nhưng bà nội lại lăng sang cái việc khác. Thế là đâu cháy thì ba nó mới bờ đỡ, ba nó bé thêm một hồi nữa bà nội mới vào. Trời ơi, anh ấy nhìn thấy ghét lắm, đen thui giống ông nội y xì bóp luôn. Rồi sau cái khoảng thời gian sanh thì về nhà, nàng dâu có được mẹ chồng chăm hay là ăn uống nè, rồi nằm than hay chăm sóc như những nàng dâu khác không? Dạ có, mẹ chăm từ trong bệnh viện. Từ trong bệnh viện về tới nhà là mẹ chăm hết. Dạ. Là lúc mà mới mổ xong chưa có ngồi dậy được thì mẹ đút cháo cho ăn luôn rồi. Mẹ lấy khăn mẹ lau ngừa cho ăn luôn. Hôm đó mẹ cũng có lỗi. Dạ. Mẹ cũng có lỗi là vì bé sanh xong bé bị vàng da sinh lý, thì bé mới nằm ở trong cái lồng kính đó. Dạ. Thì cũng nằm cùng với phòng mình luôn. Dạ. Thì khi bà ngoại lên thì bà ngoại thấy bà ngoại sốt ruột. Khi mà buổi sáng bà nội đi mua thức ăn sáng cho bà ngoại với con thì nó có phần rồi. Thế bà ngoại mới bế em ra. Thế bà nội bước vào, bà nội thấy bà ngoại bế em ra. Sao lại bế em ra? Nói thực sự là mình thương con, mình lo cho cháu. Thực sự là mình lo cho cháu. Nhưng mà cái đó là mình cũng hơi quá, làm cho bà ngoại cũng hơi buồn. Thế là xong rồi đặt em vô, bảo không được đâu ngoại ơi, ngoại phải để đặt em ở trong này. Tại vì em đang vàng da sinh lý thì phải để cho em nằm trong này để cho có em bé nó khỏe đã. Bà ngoại đừng có buồn. Rồi lúc đó mới sởi lở với bà ngoại lại. Thế kêu bà ngoại ăn sáng đi, thôi chị xin lỗi, bà xui nhỏ tuổi hơn. Nhưng mà nói, thôi bà ngoại đừng buồn nhé, bà nội dậy, tính bà nội dậy ra xong thôi đừng buồn. May bà nội nhận ra ngay tức khắc nha. Dạ. Chứ không bà ngoại về là mệt lắm đó. Không, cái đó cũng gọi là một chút tại rút kinh nghiệm rồi, lần trước hơi khó. Là dễ là dạ, dễ rồi. Dạ, những cái người mà sanh con đầu lòng mà còn trẻ như thế là dễ trầm cảm này kia sau khi sinh đó, thì con có như vậy không? Dạ có, giống như là lúc đó sinh thì sinh mổ mình đã sợ rồi, không có biết gì hết mà sinh mổ thì cũng sợ rồi. Lại sinh ra thì em bé không có chịu ti mẹ đó,
tối không ngủ được, cứ nghe tiếng em bé khóc là sợ, cứ nghe tiếng em bé khóc là sợ vậy đó. Thằng này nó không có chịu bú mẹ, toàn về nặn sữa ra không à, toàn uống sữa ra nó mới chịu bú, không bú mẹ. Nó bị căng thẳng, bị cứ sợ con khóc rồi cứ sợ cái này sợ cái kia, giống như lúc đó ăn uống không còn ngon, miệng nó không muốn ăn chết. Em ốm xuống còn có 38 kg. Trời ơi. Thì lúc đó là mẹ chồng chăm vừa con dâu vừa chăm cháu nữa. Đúng rồi. Trời ơi, chú Quỳnh Linh biết không, cái hôm đó trời chị buồn dễ sợ luôn. Mình đi mua ăn sáng cho con, mình bưng về cho con nó ăn để nó có sữa cho con nó bú. Nó không biết nó buồn cái gì, nó không ăn ấy. Nó xong bảo chứ con à, con phải ăn, con không ăn được con cũng phải cố gắng con ăn. Con ăn để làm gì, để có sữa cho em nó bú. Mẹ đã mua cho con rồi thì con phải nể mẹ con ăn đi. Bạn khóc, bạn không nói tiếng nào, bạn khóc. Thôi thì biết làm sao bây nhưng giờ. Nhưng mà lúc đó cô có biết chị đang bị trầm cảm sau sinh không? Cô biết chứ, cô biết thì cô mới chăm lo cho như vậy. Nhưng mà mình nói như vậy, nhưng mà mình nói để cho khuyến khích con, để con ăn, để con có sữa cho cháu bú. Cái giai đoạn này nếu mà mẹ chồng nàng dâu không hiểu nhau á là dễ xảy ra mâu thuẫn nhất. Đúng rồi, đúng rồi. May mà mẹ chồng cũng hiểu điều đó. Đúng rồi. Chăm sóc hết mình luôn á. Đúng rồi. Hôm nay có thư của con trai cô ha, chồng của em đây, để xem chàng trai nói những gì nào. Xin chào chương trình. Với chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu thì tôi cũng thường xuyên xem lắm. Tôi hoàn toàn ủng hộ việc mẹ và vợ tôi tham gia chương trình này. Công việc tôi thường xuyên vắng nhà. Tôi biết vợ tôi có chút buồn và mẹ cũng sẽ vất vả với việc trông cháu, nên tôi rất muốn giữa mẹ và vợ sẽ có sự thông hiểu và chia sẻ lẫn nhau. Tôi xin cảm ơn chương trình đã tạo cơ hội cho tôi. Chân thành cảm ơn. Ấy, chồng không biết vậy đó. Dạ. Chồng không đi làm gì mà làm xa? À, dạ, chồng em làm bên siêu thị điện máy. À. Đi suốt từ sáng đến 8 giờ đến 10 giờ nó mới về. Nhiều khi không có thời gian với gia đình. Không có thời gian gia đình luôn. Một tuần may được nghỉ được một ngày. Rồi lúc đó là chờ vợ chờ con. Hôm nay đi là phải Hiệp ơi, ngày mai nghỉ để cho mẹ với bé Tiên đi quay mẹ chồng nàng dâu nha. Là anh ở nhà trông cháu hả? Đúng cô? Rồi. Có buồn về điều đó không? Tại vì cô thì sống tình cảm. Nếu bây giờ cô muốn nói gì với con trai của mình, cô nói đi, coi như con trai đang xem chương trình. Mẹ cũng biết là con thương ba, thương mẹ, thương vợ, và bây giờ có con thì cũng thương con. Mẹ chỉ mong con là phải giữ gìn sức khỏe và sắp xếp cho gia đình để gần vợ, gần con. Còn chị muốn nhắn gửi gì với ông xã không? Chúng em với ông xã thì ông xã đi làm suốt ngày à, tối về thì nói chuyện với nhau có mấy câu là đi ngủ rồi. Cho nên là cũng muốn là chồng sắp xếp thời gian ở nhà với vợ con nhiều hơn. Và sau câu chuyện ngày hôm nay thì người đàn ông ấy chắc chắn sẽ dành một khoảng thời gian nào đó, ưu tiên một khoảng thời gian nào đó cho những người phụ nữ trong gia đình. Cảm ơn mẹ chồng nàng dâu rất là nhiều. Mình có muốn nói gì với con dâu không? Nhiều khi mẹ cũng nóng tính, và nhiều khi nói những lời nó cũng hơi khó nghe. Thì có gì con bỏ qua, và con có cái gì con sẽ chia sẻ với mẹ, chia sẻ với mẹ nhiều hơn nhá con. Cảm ơn con. Dâu có nói gì với mẹ chồng? Tính con giống như là con không có khéo anh nói. Nhiều lúc con thương mẹ lắm nhưng mà con không có nói ra được. Rồi, không sao. Bình tĩnh. Chúc cho cả gia đình ngày hôm nay chúng ta sẽ có một đường dây kết nối chặt hơn nữa, yêu thương hơn nữa và quan tâm nhiều hơn nữa với nhau. Chị năm mới chị có một tí quà tặng cho con. À, hay quá. Mẹ có một xí. Đây rồi. Đây, có gì mẹ con hiểu nhau, thông cảm cho nhau hơn nha con. Con thì thấy mẹ hay đi biểu diễn văn nghệ hay là ở phụ nữ đó, cho nên con mua cho mẹ, tặng mẹ cái đầm để cho mẹ trời đi. Con đừng ngại ngùng chia sẻ, xem được không? Dạ, mở đi ạ. Mở đi xem có thể mặc được luôn ạ. Thằng dâu có hay mua đồ cho cô không cô? Có. Ô, đẹp quá. Ôi mẹ chắc mẹ cũng xì tin lắm rồi nha. Mẹ em thích màu đỏ. Thích màu đỏ ha. Gửi tặng gia đình một kỷ niệm của chương trình để nhớ chúng ta có thời gian tham gia chương trình. Cảm ơn chú. Sự kết nối yêu thương giữa mẹ chồng nàng dâu cùng với chương trình nha.
Dạ, con cũng xin được thay mặt chương trình gửi tặng cô và chị một ít quà. Đây là bộ gối nệm của thương hiệu Elina. Còn đây là Ala Bio với thành phần 5 Ala được chứng nhận lâm sàng về hiệu quả tăng cường chuyển hóa đường thành năng lượng, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Xin cảm ơn cô và chị đã đến tham gia chương trình. Cảm ơn chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Cảm ơn Quỳnh Linh và Lê Lộc.